Nằm mơ mà em không chuyên gia dịch chỏ không? Chuyên gia dịch chỏ không? Chuyên gia dịch chỏ không? Được coi. Nhất á là không chuẩn bị là tiền cho bác sĩ á. Thứ hai nữa tả với tả cho em bé với quần áo á đó. Thứ ba nữa là phải hỏi dở ăn gì để bồi dưỡng. Anh tên Phan Hữu Nhân, anh 30 tuổi, hiện tại anh đang làm việc công ty Quang Phương bên ngành nâng cấp xe máy, quê ở Quảng Ngãi nhưng mà sinh trưởng ở đây. À, giờ đang sống với ai? Đang sống với chị em. Cha mẹ thì mất hết, nhà có hai chị em thôi. À, là giờ sống với chị. Dạ. Chị có chồng chưa? Chị có chồng và có một đứa con. Rồi. Em mai mốt là lấy vợ rồi ra riêng hay là ở với chị luôn? Ở chung. Nhưng mà không bên sát bên có nhà chị hai bà đó ở. Rồi còn cái nhà mà đang ở là nhà của ai? Nhà của mẹ. À, là ba mẹ để lại. Mẹ để lại chứ ba thì không có. Ba thì có đường 12 mà ba mình bên nội bán hết rồi. À, nhà đó của mẹ để lại. Dạ. Nói gõ cái thật mẹ. Thà dễ sợ luôn, nhà bự không? Nhà nằm đường nhà, nào? Nhà nhỏ nằm ở bây giờ nó đổi thành Dương Bạch Mai rồi. Đối diện ủy ban quận 8 luôn. Rất là thiệt tình. Là bộ hỏi vậy thôi mà khai nhân khẩu là hỏi ra hết trơn hết trọi luôn. Thiệt tình là một điểm cộng nha. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Kim Cương. Em sinh năm 91. Em làm việc và sinh sống tại Hóc Môn luôn. Quê ngoại em ở Kiên Giang nhưng mà gia đình em là lên đây lâu lắm rồi. Hiện tại công việc của em là quản lý mầm non, là gần như là chủ nhóm luôn á. Là không có dạy, mình chỉ quản dạ, lý về sổ sách trường ốc thôi. Dạ đúng rồi. Nằm ở Hóc Môn luôn. Dạ. Còn em là ở làm việc ở quận mấy? Dạ hiện tại em làm việc ở quận 5. Rồi ở dạ. Nguyễn Như Dương quận 5. Quận 5 biết Hóc Môn không? Dạ biết. Nhưng mà hẹn hò hơi xa, chạy xuống cả tiếng á. Quận 5 mà chạy về Hóc Môn gần cả tiếng á. Nói chung là nếu hai đứa hợp thì xa cỡ nào em cũng đi cũng được. Long An em cũng đi được, nó chưa có Hóc Môn. Rồi ok. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Nói chung là cơm nước gia đình là em lo được hết. Rồi khả năng nói chuyện của em cũng không đến nỗi. Nói chung là em hòa đồng vui vẻ. Em đang sống với ai? Ba mẹ? Dạ gia đình em luôn. Dạ. Rồi nhà đông anh chị em không? Có mẹ thôi, ba em mất lâu rồi. Có 6 anh chị em nhưng mà dữ vậy. Ba người có gia đình rồi. Còn mẹ với lại anh kế em với em với mà một thằng em út thì nó đang du học tại Nhật rồi. Có ý định bắt rễ không? Hay là đi làm dâu được không? À em cũng quên là em có một đứa con nữa. À vậy hả? Dạ. Rồi chút xíu mình sẽ nói vô lên nói luôn nha. Không, ý là em đang đi. Nói nhân khẩu cho nói nhân khẩu luôn đi. Dạ. Rồi giờ cái tình duyên em sao? Em là mẹ đơn thân, con em năm nay hơn 5 tuổi rồi. Con hơn 5 dạ. tuổi. Con trai. Con trai giờ đang ở với mẹ. Dạ ở với mẹ với lại ngoại luôn. Rồi ba nó đâu rồi? Từ lúc mà em có em bé á đến lúc mà nói cho gia đình hai bên biết á để lo chuyện cưới sinh á thì lúc đó em cứ nghĩ là có bầu là phải cưới, nhưng mà mẹ em nói là thôi bây giờ hai đứa quen nhau không có được bao lâu hết, mà bây giờ lỡ rồi thôi cứ để sanh em bé ra đi xem như thế nào rồi đã rồi mình cưới cũng không có muộn. Đúng là trong quá trình mà em sanh con này kia đó thì thấy cái anh đó không có trách nhiệm, từ cái lúc em sinh cho tới bây giờ là cũng không có lên thăm. Dạ lo anh không nhìn con luôn. Có lúc mà thằng bé nó được 1 tuổi thì có lên thăm, mà từ đó đến nay là không lên nữa. Em nhận thấy rằng là không có trách nhiệm đối với con em rồi. Em thì em không quan trọng, em tự lo cho mình được. Mà nếu mà đối với con em không được rồi thì là em dứt luôn. Em không quan vậy tâm. Vậy là cũng chưa có làm giấy tờ, không dạ, đúng chưa. Gì hết dạ. À, giấy tờ là coi như là vẫn là còn độc thân. Nhưng dạ, mà con rồi. Là bà mẹ đơn thân. Dạ đúng rồi. Rồi cũng thằng nhỏ cũng 5 năm rồi. Vậy dạ. thì 5 năm nay rồi có ai đeo đuổi hay có mối tình nào khác nữa không? Nghe hoàn cảnh thì mấy đầu người ta cũng không có dè chừng lắm chị. Nhưng mà về sau ví dụ như thì người ta về người ta cũng phải suy nghĩ rằng cổ có con rồi, để mốt rồi con cổ rồi này kia. Em nghĩ là người ta gặp em xong sau đó là nói rõ với em là giống khó. Như là cản trở, đúng không? Có một đứa con là cản trở. Rồi thôi tạm thời chưa hiểu như đó trước đi. Dạ. Cảm xúc của em như thế nào khi nghe câu chuyện của người bạn gái này mới em kể? Em thấy cũng tội lắm. Dạ, tại không cha không có trách nhiệm. Hai đứa giận nhau thiệt, nhưng mà con thì con cái thì vô tội, mình phải có trách nhiệm chút xíu trong đó. Theo em là không, anh ấy rất là sai. Dạ. Nhưng mà em có, ví dụ giờ em có vợ mà vợ đã có con riêng trước rồi thì em có ngại không? Em không ngại, quan trọng là người đó thông cảm và hiểu em thôi. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 89. 89 là lớn hơn cô này 2 tuổi, em 91 phải không? Dạ. Rồi, giờ chị hỏi thiệt là công việc em ổn định chưa? Dạ, ổn định rồi chị. Rồi, có để dành dụm tiền để kết hôn, để lấy vợ chưa? Dạ, cũng chút xíu. Lấy vợ mà cô con của còn nhỏ, chắc chắn là cô ở với em là cô sẽ đem con cô theo. Thì dạ. em có ngại không? Dạ, không ngại chị. Rồi, rước hai mẹ con về nhà ở luôn phải không? Dạ. Rồi, được. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em không hút thuốc, ăn nhậu thiệt chút xíu. Nhưng mà không nếu mà người yêu gọi điện thì em chắc em hẹn lần sau. Chứ ăn nhậu, em quan điểm em là bạn bè.
không quan trọng bằng gia đình. Có nghĩa mình chưa có gia đình thì mình đi với bạn bè, còn khi đã có gia đình mà vợ gọi là mình phải, bồ gọi là mình phải đứng lên, phải không? Dạ. Hẹn bữa nay có việc rồi, mất công hát cả lương nữa. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm em không ngủ, em không nằm mơ, mà em không chuyên gia giật chỏ. Chuyên gia giật chỏ Chuyên gia giật chỏ Trời đất ơi. Rồi, ít lắm. Mới nói chuyên gia giật chỏ bây giờ là ít lắm. Dạ, đôi khi em nằm mơ mà ác mộng quá em mới bị vậy thôi. Còn không thì em ngủ không có, em chỉ có khuyết điểm là ôm cứ ngắt thôi. Ôm ai cứ ngắt? Nói chung là hồi nhỏ em cứ lớn cũng vậy nữa. Em ôm, em mà nằm cứ ôm, em ôm cứ ngắt á, hoặc là em không đá cứ ôm xuống á. Một là ôm cứ ngắt mà hai là đá cứ ôm xuống. Dạ. Rồi mốt ngủ với vợ cũng vậy, một là ôm cứ ngắt, còn hai là giật chỏ mà đá xuống. Sửa chứ chị, chứ đâu phải vậy hoài. Hồi xưa giờ em giật chỏ mấy người rồi? Nó hồi nhỏ thôi. Dạ. Rồi bây giờ là trải qua mấy mối tình rồi? Có một mối tình chị, quen được 5 chia tay. Lý do tại sao chia tay? Em với bạn ấy không có hợp. Không hợp chỗ nào? Vì lúc nóng lúc nguội em cũng khó biết lắm. Lại đi chơi không có vui vẻ lắm, chứ em không có cảm giác. Không có cảm giác mà quen tới 1 năm. Rồi ai chia tay? Vậy cô ấy chia tay. Lại cô ấy nói cũng quen tùm lum la nè. Cũng khó. Em thích điều đó lắm. Em không thích. Mà quen một người thôi, đừng quen tùm lum la. Rồi chia tay luôn, có một mối tình duy nhất đó thôi. Rồi em mong muốn tìm một cái người chồng tương lai là người như thế nào? Dạ, trước tiên là phải yêu thương con em đã. Sau đó là tôn trọng, tin tưởng rõ ràng. Ví dụ như là em có một mối quan hệ nào đó là em chỉ có tập trung vô một mối đó thôi. Rồi đó, anh này anh cũng mới chia sẻ đó. Bạn gái trước mà tùm quen lum la là anh không thích. Nào một người một phải chung thủy. Em có phải là người chung thủy không? Dạ, có chị. Rồi vậy em còn có tiêu chí gì, yêu cầu gì cho cái người bạn trai của mình nữa không? Dạ, thì nói chung là công việc là phải ổn định để còn lo được cho mình, rồi sau này mình đúng có gia rồi. Đình rồi vợ con nữa. Cái thứ hai đó là phải có chứng kiến chị, chứ đừng gió chiều nào theo chị đó. Nói chung với em là cái nhìn đầu tiên nó sẽ quan trọng, có thiện cảm là sẽ có những lần tiếp theo. Phụ nữ cũng khó, cũng có chuẩn ha. Nhiều khi mình cũng nhìn bằng cảm xúc. Dạ đúng rồi. Nó như thế nào? Cái công việc của em cụ thể nãy em nói gì, nâng cấp Honda gì đó là nâng cấp sao? Xe máy. Xe máy là ví dụ cụ thể là em làm gì? Là một phục lên hai phục với nâng sơn xe chị. Mà là làm cho công ty. Dạ, 8 giờ tới 6 giờ chiều về. Em làm công việc có lâu chưa? Làm được 4 năm chị. Rồi lương ổn định không? Đủ sống không? Dạ, ổn định chị. Ngoài ra có thu nhập gì thêm không, hay là chỉ là lương căn bản thôi? Ngủ đêm chị. Bây giờ chưa có ai thì em ngủ đêm cho công ty thôi. Dạ. Ngủ đêm là có thêm lương. Dạ. Rồi em muốn tìm một người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Dạ, em muốn tìm là người đó thông cảm, hiểu cho em, vui buồn phải chia sẻ cho em biết. Dạ. Mà bình thường bây giờ chị hỏi thiệt là ăn uống là ai lo cho em ăn uống? Ăn uống thì em lo, chứ chị hai em chỉ nấu, bà nấu sao ăn vậy thôi. Có nghĩa là chị nấu cho em ăn luôn chứ gì? Dạ. Tại thấy bộ vẻ thiếu ăn quá này nè. Tại em kén ăn lắm. Kén ăn hả? Kén ăn là kén sao? Trời ơi, phải ăn cho nhiều vô cho mập mạp xíu cho có sức khỏe chứ. Phải có người hối thúc mới ăn nữa chị. Mà có khỏe không? Bình thường khỏe chị. Còn cái gì, những cái gì của phụ nữ mà em ghét? Ghét nhất là ngoại tình chị, với cờ bạc. Ngoại tình với cờ bạc nè. Trời ơi, có ngoại tình cờ bạc không em? Không. Nghe thấy ghê quá. Phụ nữ ngoại tình với cờ bạc. Rồi em có đem hình theo không em? Dạ có. Coi. Rồi kiếm đi. Có anh ấy trọng á. Đó, có cô trọng á, trời cô nào cũng đẹp hết trơn, khó lựa quá. Dạ, chắc là cái anh này. Đâu, cô anh nào? Dạ, chắc cái anh này. Sao em chọn anh đó? Thì nãy nói ảnh nó anh hơi ốm, em nghĩ anh này ốm. Đâu là, trời ơi, tôi không biết luôn á, thôi để lát hồi hỏi ảnh đi. Nhìn hình lạ quá, bên đây, chọn ai? Áo trắng chị. Áo trắng, lý do tại sao chọn cô áo trắng? Trẻ hơn chị. Trẻ hơn? Đứng kiểu chơi hai cái đũa kiểu quá chị. Hai cái đũa kiểu là thích cái gì? Ấn tượng phải không? Không biết có đúng hay không. Rồi, muốn đúng hay không? Mời các bạn nhìn vào cánh cửa trái tim. Xin mời hai bạn. Rồi, giờ sao? Đúng hay sai? Sai rồi chị ơi. Sai rồi chị ơi, còn bên kia sao? Đâu hỏi ảnh coi cái tấm hình ảnh coi, chị cũng không biết phải ảnh không nữa. Em chọn tấm này. Hình như sai luôn đúng không? Sai luôn. Nhưng tấm này mới đúng. Đúng rồi, bởi chị cũng thấy lạ sai rồi. Nhưng mà... Rồi, bây giờ sao bị phạt? Em cũng bị phạt nữa đó, bởi vậy hai người trao đổi hình phạt với nhau đi nè. Thì thôi, cùng sai thì cùng sửa chứ không cần phạt. Nhưng mà chị thấy em với ảnh là cũng tương xứng với nhau đó. Trời ơi, về rồi ráng nuôi nhau cho nó mập lên chứ thế. Năm cái hít đất liền, thể hiện sức mạnh. Có thể lo được cho mẹ con người ta chứ. Trời ơi, đó. 1 2. Rồi hít sâu dữ ha. 3. Ập mặt xuống dưới luôn nè. 4 5. Rồi.
Rồi bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để đôi trẻ trò chuyện với nhau cho kỹ hơn. Em nhờ chị Tường, chị Tường lấy giùm em. Lấy cái gì? Bó hoa. Hoa ở đâu? Hoa ở ngoài chị. Trời sao nãy vô không đem vô luôn? Tại không shipper nó mới đem lại. Trời ơi, rồi shipper đem hoa vô đây. Dạ, cảm ơn. Tặng cho em đó. Tặng cho em, bó hoa đẹp quá. Cho anh, tối qua 10 giờ em mới đi mua được. Rồi, cảm ơn. Đây, em. Cái cuốn sách này anh có thời gian anh nhớ đọc nha. Em cũng mong rằng là một là anh có thể tìm thấy mảnh ghép của anh là em hoặc là một người khác, ai cũng được nha. Rồi, cảm ơn. Trời em. Ơi, mảnh ghép ai cũng được. Tìm mảnh ghép thiếu. Rồi, hy vọng mảnh ghép thiếu hôm nay là cô ấy nha. Dạ. Đó. Anh gấp cho em cho. Dạ. Được rồi anh ơi. Dạ, cảm ơn. Được rồi, đây rồi. Đấy. Rồi. Rồi, anh cũng ăn đi. Rồi, em ăn ngon. Anh có muốn hỏi gì về em không? Tại gặp mặt lần đầu không thấy nó chưa quen hơn thì nói ít. Chứ quen là anh cũng nói nhiều lắm. Nói nhẹ nhất đầu quá. Thì chương trình cũng có thời lượng thì giờ anh hỏi đi. Em là cô giáo mầm non. Trước đây thôi, còn hiện tại em làm quản lý. Không, quản không lý có dạy nữa. Đó là lên chức rồi. Mới thôi cũng gần một năm mà. Năm rồi. Cũng chưa biết nữa. Em không thích thích gì nhất nguồn trai. Em hả? Nói chung là cũng không có đặt ra cái tiêu chí gì cao hết. Nói chung là cái thiện cảm từ lúc đầu thôi. Nếu mà có thiện cảm thì sẽ có những lần thứ hai, thứ ba, thứ tư gặp mặt đó. Em không có nói trước. Anh thì không khuyết điểm anh rất nhiều. Nhưng nói chung là ai cũng có khuyết điểm hết. Đúng rồi. Mình chỉ là chia sẻ cho nhau thôi để mình sửa cái khuyết điểm đó. Chia sẻ nhưng mà anh phải giảm bớt nha. Chứ anh chia sẻ cho người ta gắn giùm anh là không được. Đúng không? Đúng rồi. Đó. Rồi công việc của anh là làm từ thứ hai cho tới thứ. Không, em là có công ty của anh nó làm suốt luôn. Là chủ nhật cũng làm? Chủ nhật làm luôn. Ờ. Nhưng mà muốn nghỉ là phải hỏi anh em có nghỉ trùng không? Cái xe tour được mà đúng không? Không báo trước. Dạ. Còn em nghỉ dễ không? Dạ em cứ có lịch thì em nghỉ thôi. Có lịch em nghỉ thôi. Ăn chưa? Ăn nghêu, sữa, trứng, đường, bơ, ăn. Vô. Mời dạ anh ăn đi, chứ tự nhiên đi. Nó em mập. Sẽ không có ăn rồi thì... Bạn này chưa có gia đình. Dạ. Đôi lúc đàn ông nữa dễ dãi. Em là phụ nữ rồi đã gãy đổ rồi luôn rồi. Dạ. Quan điểm về cái tình yêu để tiến tới hôn nhân là một cái tình yêu như thế nào? Dạ, trước tiên là phải tôn trọng nhau chị. Nữa là phải biết bao dung nữa. Tại vì cái hoàn cảnh của em là khó lắm. Có gì đâu khó bây giờ. Không, trời, biết bao nhiêu con người mẹ độc thân bây giờ đâu còn lạ nữa đâu. Đâu còn hiếm nữa. Bây giờ chuyện này nó bình thường lắm rồi. Mình đừng có nghĩ là mình khó hay gì hết trơn. Mình nghĩ vậy là mình khó thiệt. Mình cứ bình thường, thoải mái, nhẹ nhàng. Bây giờ nhiều phụ nữ, nhiều người mẹ đơn thân lắm. Sao là do suy nghĩ của em? Ừ. Với lại em có nghĩ em là người khó tính không? Dạ có chứ chị. Sau mà một lần mình gãy đổ như đó. Vậy mình khó chịu hơn những cái chuyện. Ví dụ như mới gặp có 2-3 lần mà rủ đi vô mấy cái chỗ mà nhạy cảm là em không thích. Ngày hồi xưa chưa thì mình rủ người ta đi đúng không? Đó mới ra bởi vậy. Bây giờ á, mình bị như vậy rồi, mình hiểu. Mình biết cái nào tốt, cái nào xấu và mình rút kinh nghiệm thôi. Nhưng mà nếu mình có những cái nhìn quá khắt khe hoặc chưa gì mình đã đánh giá người khác, vậy biết đâu lại là tội nghiệp cho cái người đến sau. Đúng không? Tự nhiên ông nào đâu rồi quậy phá vô, tự nhiên giờ cái khó khăn cái dồn lên cái ông tới sau, tội nghiệp ổng. Biết không? Cho nên là mình đôi lúc mình cũng phải là nhẹ nhàng, thoải mái, mình mở lòng mình ra một chút xíu cho người ta cơ hội thì người ta mới tiếp cận được. Bây giờ anh ta chị Tường có mấy cái lá bài ha. Mình sẽ bóc thăm là mình đọc lớn là những cái yêu cầu trong này rồi mình sẽ thể hiện hoặc là mình sẽ làm theo. Chia sẻ cảm giác của bạn nếu vợ chồng của mình say nắng người khác. Rồi. Nếu như vợ chồng của em mà say nắng người khác thì em sẽ cư xử như thế nào? Em phải coi mức độ đó chị, nhiều khi mới say nắng thôi mà cũng đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà nếu mà em không có phản ứng gì thì em say luôn à? Đó, mình phải ngấm ngầm theo dõi chứ. Rồi thì đó, vậy em làm gì em xử lý chồng em sao? Em nói thử bây giờ nè, em thấy ảnh thấy gì đi làm 6 giờ về mà tự nhiên ngày nào cũng 8-9 giờ mới về. Em rình rập, em thấy có tin nhắn trong điện thoại hay là có cái gì đó nó mờ ám. Rồi em theo dõi em thấy là tối 8 giờ ảnh đang ngồi ăn tối với một cô gái khác. Đó, rồi tối đó về em xử trí thì sao? Dạ thì em cũng mới đầu lúc đó em thấy rồi, em đi theo rình em thấy là đang ngồi với một cô khác. Rồi em về nhà em sẽ chờ về nhà chờ chứ không nhào vô. Đúng rồi, mình văn minh mà chị, đâu có làm ông sùm được. Rồi rồi khi nào mà ảnh về thì em thẳng thắn nói chuyện. Nói sao? Thì em nói rằng là cái nhà kế bên hai chồng mới đánh nhau. Ảnh thấy ảnh cũng hỏi vì sao, kêu là cô vợ bắt thấy chồng của cô ấy ngoại tình. Trời ơi. Em chỉ nói vậy thôi.
Em kể anh nghe vậy để anh biết nhà người ta như vậy đó, còn nhà mình là mình phải tự biết giữ gìn, coi như là mình hăm dọa trước. Dạ đúng rồi, chứ mình coi thái độ của ảnh không sao, mình làm gì. Rồi thí dụ như em là ông chồng, lúc đó cô vợ cô nói như vậy rồi thì em trả lời em có giật mình không, nhột nhột không? Giật mình chị, sợ thấy mình sợ lắm chị, năn nỉ á. Ủa vậy năn nỉ là mình tự thú hả? Thí dụ mà nếu mà mình năn nỉ là không thì mình phải chịu thôi. Mời món ăn cho người ta, đút cho người ta ăn thì người ta bắt mình thôi. Người ta không nói, người ta nói khéo là mình sợ. Nhưng mà mình trong lòng mình đâu có vụ đó. Không có, đi ngồi ăn, đi hẹn hò với cô khác đi ăn mà không có. Thì bạn bè hẹn ăn cứ chuyện bình thường thôi. Trời ơi, bạn bè ăn mà rinh rinh đập đập. Thôi để tôi coi. Cũng sợ đó chị. Mày mốt xảy ra tình trạng đó coi xử trí làm sao nha. Rồi bóc đi. Đập lớn lên chị nghe coi. Hai bạn sắp có một đứa con đầu lòng. Hai bạn sẽ chuẩn bị những gì để chào đón bé, hãy tưởng tượng. Rồi, đó, đây chưa có con là tưởng tượng thử coi. Bây giờ nếu trường hợp hai bạn quen nhau một năm, lấy nhau rồi vợ bạn bắt đầu có chuẩn bị có đứa con đầu lòng, bạn sẽ chuẩn bị những gì? Nhất á, là không chuẩn bị là tiền cho bác sĩ á. Thứ hai nữa tả với tả cho em bé với quần áo á, cho mặt á. Đó, thứ ba nữa là không là phải hỏi vợ ăn gì để bồi dưỡng. À được, vậy thôi. Tiền cho bác sĩ, tả sữa, quần áo, rồi vợ ăn gì. Sao hay vậy, đang tính chuyện của con không có lòi vô vợ ăn gì trong này nữa. Tại hỏi vợ ăn là mổ hoặc đẻ rất là mất sức. Phải bồi dưỡng. Quá tâm lý luôn, tôi nhìn tôi thấy ông khờ, tôi tưởng đâu ổng ấy, nhưng mà rất sâu sắc nha. Câu hỏi là chỉ hỏi cho con thôi mà còn trả lời mẹ vô, không có mẹ làm sao có con, đúng không em? Yeah. Được, tôi thấy cặp này tôi chịu đó. Rồi bây giờ nè, cho em một cơ hội để thể hiện bản thân nè. Trước khi đưa ra cái quyết định có bấm nút hay không, cô này cũng khó tính lắm nha. Bây giờ em tiến qua đây, em nói với cổ vài lời, em muốn nói gì em nói. Sao mà em thuyết phục được cổ? Bây giờ trước tiên là em thích cổ không? Dạ cũng thích, nhưng mà lần đầu chắc em không thật nhát nhát. Em nhát phải không? Đó, bây giờ chị tạo cơ hội cho em đi qua bên đây. Tự tin lên, ráng qua thể hiện coi, nãy hít đất đồ nó mình cũng mạnh dạn lên. Muốn nói gì đó mình thuyết phục cổ coi. Em cho anh cơ hội gặp gặp nhau để mình hiểu nhau nhiều hơn nữa. Anh thì không, lúc đầu thì anh nhát lắm. Sau quen rồi anh không hết nhát. Hết nhát, mà hết nhát là sao dẫn em đi coi phim thôi. Mà coi phim thì anh thích nhất là coi phim kinh dị, phim coi hài. Nhưng là không có dẫn vô mấy cái chỗ gì mà bậy bạ phải không? Không. Phim kinh dị ma thì anh coi. Nói gì nữa? Em có thích kinh dị ma không? Dạ thích. Rồi hẹn hò ở đâu? Hẹn hò thì ổng, nếu mà em không có thời gian á, là ổng gần chỗ em thì anh sẽ qua em. Hẹn em công viên hoặc đi vô mấy chỗ quán phim hóc môn đó để coi. Gì hóc môn? Hóc môn là ở đâu? Hóc môn chỗ em mà. Còn chỗ bạn gái, nếu mà bạn không có thời gian. À. Còn nếu mà em có thời gian thì anh dẫn em ở quận 3 hoặc quận 6 có nhiều chỗ phim lắm, gặp lớn lắm. Đó. Một câu chốt lại. Em cho nắm tay đi, xin phép. Em xin cho anh xin phép cho anh nắm tay em làm quen. Dạ. Rồi nắm rồi giờ mới nói một câu một thôi. Hôm nay gặp em thì anh cảm thấy như thế nào, hay là em là người như thế nào mình nhận xét? Hôm nay anh thấy anh cảm thấy em dễ thương, hiền lành. Nhưng mà anh thì chưa tiếp xúc nhiều thì anh chưa hiểu rõ về em. Em cũng vậy đúng không? Dạ. Rồi. Dạ thì rồi. Sao? Dạ. Thì sao? Thì chúng mình cho nhau cơ hội để quen nhau. Tự nhiên ông nói câu đầu ông bỏ làm sao vậy trời. Dạ. Rồi được rồi, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn đặt tay lên nút bấm này, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì phải nhấn mạnh nha. Còn nếu mà không đồng ý thì chúng ta lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Rồi, hết thời gian. Sao em gái không nhấn? Dạ, nói chung là lúc anh nắm tay em là em không có cảm giác gì hết. Ủa, nếu anh không có nắm tay thì có nhấn không? Chắc chắn chị sẽ kêu anh nắm tay, em biết mà. Hay, chị đâu có kêu, tại dưới mới quay phim mới kêu, chị không hề kêu. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Buồn chị. Buồn chị dạ. Ha. Thôi thì giờ chị cũng đâu biết nói sao, chị Tường cũng cố hết sức nói giúp vô cho em rồi, em thấy không? Dạ. Nhưng mà này là cái nhân duyên của các bạn, mình cũng phải tôn trọng. Nhiều người ta chưa có rung động thì mình cũng đâu biết sao đâu. Thôi biết đâu giờ mình làm bạn đi, mình ra ngoài tìm hiểu thêm đi coi sao ha. Dạ. Rồi, mời hai bạn đứng lên.